Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục dự đoán cùng thể thao văn hóa. Bây giờ sẽ là trận đấu thuộc vòng 4 La Liga, trận đấu giữa câu lạc bộ Real Madrid và Valladolid. Real Madrid khởi đầu mùa giải năm nay không được tốt bằng một trận hòa trước Real Sociedad tại vòng 2. Đội bóng của luyện viên Zidane đang tiếp tục thi đấu vất vả trước Betis nhưng cũng mang về chiến thắng 3-2. Đây rõ ràng không phải cách mà đội bóng đương kim vô địch thể hiện khả năng nên nhiệm vụ của các cầu thủ Real là tìm lại đúng đẳng cấp để có một chiến thắng ấn tượng trên sân nhà. Trong khi đó Valladolid mùa bóng trước cán đích ở vị trí thứ 13, vị trí không phải là tệ đối với thực lực của đội bóng này. Mùa bóng năm nay đội bóng của huấn luyện viên Sergio Gonzalez khởi đầu không được tốt khi hòa 1 và thua 1 ở hai vòng đầu tiên. Đến làm khách trên sân của Real Madrid ở vòng đấu thứ tư là một thử thách vô cùng khó khăn. Với thực lực kém hơn và phong độ bất ổn, nhiều khả năng Valladolid sẽ không có điểm ở trận đấu sắp tới. Với những chấn thương của Haza Asensio và mới nhất là Toni Kroos, Real Madrid đang tương đối khó khăn trong việc kiểm soát thế trận. Nhiệm vụ của Luka Madrid sẽ vất vả ở trận đấu sắp tới. Trên hàng công Benzema sẽ sát cánh cùng Jovic trong nhiệm vụ ghi bàn. Bên phía Valladolid, họ vẫn kỳ vọng vào Sergi Guardiola, tiền đạo 29 tuổi, chỉ có 8 bàn ở mùa giải trước và mới đây đã mang về một điểm cho đội nhà ở trận hòa Santa Vigo. Real Madrid là đội có thành tích đối đầu tốt hơn trong những lần đá với Valladolid. Họ thắng 4, hòa 2 trong 6 lần gặp nhau gần đây nhất. Đội khách cũng đang trải qua bất ổn với chuỗi 5 trận gần nhất chỉ biết đến hòa và thua. Phong độ của Real Madrid tỏ ra ổn định hơn khi chỉ để thua ở 1 trên 5 trận đấu đã qua. Vâng thưa quý vị và như vậy tỷ lệ của trận này Real Madrid sẽ chấp Valladolid 1 3 4. Nhìn vào tỷ lệ này có thể thấy đội chủ nhà Real Madrid được đánh giá cao như thế nào trong hoàn cảnh phải giành một chiến thắng áp đảo để vực dậy tinh thần của nhà đương kim vô địch. Có lẽ thầy trò Zidane sẽ chơi tấn công chủ động và hoàn toàn có thể vượt qua kèo chấp này. Và thưa quý vị các bạn, tỷ lệ tài xỉu của trận này là 3 hòa. Valladolid đã thủng lưới cả 5 trận đấu gần nhất và hàng công thì lại tỏ ra vô cùng kém cỏi. Với tỷ lệ này thì người chơi nên chọn xỉu bởi khả năng ghi bàn của đội khách là không cao. Thống kê cũng chỉ ra 4 trên 5 lần đối đầu gần nhất của hai đội đều không có nhiều bàn thắng và dự đoán của chúng tôi, Real Madrid sẽ vượt qua Valladolid với tỷ số 2-0. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.